Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay em sẽ đánh lục thiên nhiên các bác nhé. Đánh đầu cần, đánh rô phi. Đa phần rô phi chính là em đánh bài mồi ồ của em này. Đấy, đây là mồi em đã được phối mồi bằng bột mì và đấy, cắm gà bác nhìn này. Đấy, cắm gà nó nở ra này. Bác nhìn rõ để em lấy cái nét nhé. Đấy, bác nhìn cắm gà nó nở này. Đấy, trông rất là tơi, rất là mềm mà không dính tay. Đây, khoảng khung cảnh này mới câu nó thấy đẹp không? Toàn rừng chuối đâu em đánh thiên nhiên, đánh rô phi mình không đánh hồ dịch vụ ấy, nên là mình cũng không cần phải đánh ổ làm gì. Bác nào mà đánh ổ thì mới cần thôi. Đấy, đây là hồ thiên nhiên luôn quá nhá, hoàn toàn không nuôi đâu. Đấy, không nuôi thì mới đánh được cái loại rô phi này. Nếu mà lúc là nhiều bác cứ bảo em đi đánh hồ dịch vụ ấy, nhưng mà mình hồ thiên nhiên chỗ em nó nhiều, giờ mới câu lấy cá chủ yếu nữa. Đấy, còn đi hồ dịch vụ thứ nhất là mình mất tiền, thứ hai là mình có hồ móm không, nhưng mà đi hồ thiên nhiên này ít khi móm lắm, thì cá dưới cho em nó rất là nhiều luôn đấy. Đây các bác, giờ em cũng làm cái câu đơn các bác nhé. Mồi mồi rẻ nó có thể bóc được lưới đơn rất là đơn giản, nhưng mà cái hiệu quả của bằng câu một cần đơn nó cần lục thì hiệu quả cần lục cũng sẽ được nhiều, cá hơn rất là nhiều. Các bác nhé, cần đơn em có bật chơi là hầu như là cần đơn này cá cắn nó cũng khó được lắm, kiểu cá to nó nuốt có hẳn phát thì còn chết, cái loại cá nó con nào cũng khó nhai lắm đấy. Nếu mà so hiệu quả thì một cần lục với một cần đơn thì cần lục sẽ lên rất là nhiều cá, cần đơn thì chiều khoảng được, nếu mà cá to thì tính, nếu mà cá tầm tầm thiên nhiên các bác câu cá nhớ nhớ thì khi cần đơn nó được 8 phần thì cần lục chỉ cần lục là 8 phần thì cần đơn chỉ được 2 phần cá đấy, cần đơn giật cá rất là khó được đấy. Cá nhỏ nó cứ tiểu tiểu ấy, nó không phải cá to hẳn, to hẳn nó ngoạm phát thì này ngon, nhưng mà đa phần mình câu nó hay gặp cá nhỏ, cá thiên nhiên đấy là cần mình nó sẽ ok hơn. Phát đây cần đơn thả chơi đây chứ đâu à, cần đơn thả chơi các bạn, thế thì lại được cá này nó không ăn thua theo bằng cần lục đập. Cứ thả chơi chơi thì áo con nào nó nổi thôi. Bây giờ buổi sáng nó còn lạnh lạnh nên là cá nó cũng chưa cắn mấy. Đợi tầm khoảng đến khoảng 8 rưỡi 9 giờ tầm mấy cá cắn nhiều. Đấy, cần lục của em nó nick gì các bác kìa. Ấy, cần lục nick cho bác này. Ai ai con này to này to. Ai. Ấy à, con này to này to. Ui. Được được được. Mắc cào cần đơn. Đấy, có thấy hiệu quả cần lục chưa? Còn bự này cơ mà. Đấy, hiệu quả cần lục nó phải như thế này. Chưa rồi, mắc ngay cái cần đơn là rối dây giờ. Đi câu là hại nhất là sự rối dây. Vừa thả các bác nhìn to chưa, đấy em đặt xuống nhìn cái bàn tay của em quá nhìn. Ừ, các bác đi câu nhớ cách tóm nữa anh em, tóm nữa anh em không bao giờ vào tay đâu. Đấy, các nhìn phi chưa, hiệu quả cần lục rất là ác, cho vào luôn mà rõ đấy em, mà con đầu tiên nó là to bác nhá, phê đấy. Giờ chưa gì đã rối dây, vừa thả cái cần đơn vào cái rối dây ngay tải thắt đấy. Anh em nào đi câu gặp cái trường hợp là cá đang cắn nhiều nha, rối dây rất là bực mình đấy. Ra chưa, ok đây, để mình dẫn các bác cách bóp mồi nhé. Bóp mồi thì đây, khi đi câu anh em phải chọn được cái loại như thế này. Đây cái loại nó xo các bác này. Nó đánh nói chung là hiệu quả của đánh bó mồi mới là đánh ổ như thế nào. Đánh ổ thì nó dụ được cá to đến đấy. Kiểu là khi mình đắp lưới lên ra ngoài như đó, sau bác lôi vào thì nó không bị động thì cá to tụ lại được. Còn nếu mà các bác đánh bó mồi khi mình ném nó kêu đấy mà thì giờ là cá to chạy ngay. Thứ hai là khi mình đợi cá to đến, cá con đã tỉa hết mồi rồi. Với lại khi mình kéo kéo, nếu mà mình kéo lưới thì mồi nó bị vỡ,
Thì các bác phải chọn là cái loại nồi xo như thế này này. Nồi xo bút cũng được, nhưng mà nồi xo bút nó không hiệu quả cái nồi xo này của em đâu. Em lấy nát này. Máy này nó lấy nát hơi chậm thì các bác ấy. Cái nồi xo mà nó là vân coi như thành nó dạt này. Đấy, thành nó dạt thế này nó sẽ giữ được mồi rất là tốt. Đấy, nó không như nồi xo bút. Em có loại nồi xo bút cho các bác xem này. Thì các bác nhìn nồi xo bút này. Nồi xo bút này rất là mảnh đúng không? Mình nắm cái là cái này nó thít vào mồi nó dễ vỡ, nhưng cái nồi xo dạt này không, nó không vỡ được. Đấy. Ở đây là mồi nhá các bác nhá. Mồi hiệu thì các bác phải làm dảo, dảo nhá của em này. Các nhìn này. Rồi cái con này lấy nét nó hơi chậm để mà nét bằng tay ấy nhá. Đấy các bác nhìn này. Mồi ủ nhá. Đấy mồi ủ nó dảo, mình bóp nó vào nữa như thế này. Các bác nhìn em bóp vào nữa. Các bác nhìn này. Nói chung là phụ thuộc độ dẻo của mỗi mình làm một cục ấy, mình cho nữa như này. Giờ mình quăng ra thì hiệu quả nó rất là cao. Nói chung là cá ăn nó chỉ cần tăm tăm vào cái chỗ này giờ này giặt phát là chết ngay. Cái cá to nó lại kỳ đẹp. Nói chung là câu như này không hẳn là không được cá to bác nhé. Em câu thì nó vẫn được cá to như thường. Vẫn được cá to như thường. Đấy bác nhìn chưa? Mình nắm này nó hơi đậu. Mình câu này vẫn được cá to như thường. Cái ưu điểm lớn nhất của nó là mình không phải đỏ. Cái thảo các bác phải có thuyền cơ. Đấy mình đi câu tự nhiên thuyền đâu mà thả. Các bác theo thuyền hơi nó hết hơi rồi. Đúng không? Rất là mệt. Mình đánh cái này rất là hay. Chết không còn chó này. Ôi giời, các bác nhìn lại loại rành con người. Ấy sao mà lôi được. Cái loại này phóng sinh. Bé mặt mũi ấy. Kéo mãi mà chết thì qua gặp đi cầu 14 thì gặp cái loại con này bực mình lắm. Gặp loại con rất là bực mình. Gần lục mấy kìa các bạn. Chết chưa? Cắm ngay. Thẳng luôn. Đẹp luôn. Wow. Anh em nhau rô phi nó tròn. Tròn vo. Sợ chưa? Người tròn vo. Béo mụn dày bịch. Đã màn. Đấy. Tròn vo luôn. Ôi giời. Béo mũm dày bịch người, sợ thật đấy. Phê. Đấy đấy, các bác nhìn cần lục của em này. Đấy, phao hơi tăm tăm này. Luffy vào. Nhưng mà cái vị trí câu ở đây nó Luffy chủ yếu nó nhiều Luffy nó đẻ rất là nhanh. Thì thoảng được con chắp và to phê. Mình như câu thiên nhiên rồi các bác, câu thiên nhiên đây cá thì làm gì hy vọng cá to ngoài hồ. Ngoài hồ các bác thấy các cần thủ mình như câu con ơi rồi. Các cần thủ đi câu con móm liên tục. Ai còn này bự, còn này bự. Úi giời. Và to này, to quá. Ấy da. Các cần thủ đi câu con móm liên tục thì nói gì thế nào.
mình có thiên nhiên được cá này sướng rồi. Các bác nhìn con này to này nhá. Phê 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 phê. Nhìn cái mồm này. Tóng đúng mồm. Ba chú. Đấy được ba chú khờ khớ rồi đấy. Em thấy nhiều bác đi câu nhận là câu ở các hồ ấy, muốn tạo video đẹp thì nói chung là rất là khó, bởi vì sao, bởi vì nó rất là món. Các bác nhìn này, mồi này. Cho vào giữa. Đó. Nắm thành một cục này. Phao các bác phải cân nhá. Đây là cân độ lông sâu của nước thôi, chứ không phải là cân tì hay là cân bành đâu. Đây chỉ là cân độ lông sâu của nước. Mình cân làm sao để cái ngọn phao mình nó nổi mặt nước để nhìn thấy vừa tầm cái hoa. Nam sẽ làm cái video cân phao cụ thể nhất. Đấy, mình cũng ném ra xa, mình phải nôi nôi nó vào nhá, để nó đỡ bị động. Đấy, có nhìn sao rồi mình cân phao làm sao để nó thổi cái hoa phao được các bạn. Đây gọi là đo độ sâu của nước chứ không hẳn là cân phao. Hôm nào em sẽ ra video cân phao cơ, cân phao bằng đánh ổ đấy các bác nhá. Đợi. Rồi lại cũng bận chưa có thời gian làm. Cân phao nói chung là cũng đơn giản thôi, mình chỉ cân một lần thì sau mình có thể đi câu cùng luôn. Còn đây là em đánh bó mồi thì em đây gọi đo độ sâu của nước mới phao. Nói chung là mình đánh này vẫn là phải chạm đáy các nhé, không phải là nổi đâu, đánh nổi là có phải dùng phao hơi cơ. Chết không chết. Chết rồi các bạn. Đấy. Chạy đâu. Đấy à. Đấy, chạy đâu cho khỏi lắng á, là con này mự đấy. Nó mự đấy, coi nhìn cần commando nó nhấc khỏe không. Úi xa. Con này các bạn. Cần cua đồ nó nhóc bỏng mấy con cá này nè. Dã man. Úi giời, bỏ lại móc vào mũi này. Thế lại thêm mà hàng đẹp luôn. Hàng đẹp. Ơ nhìn có mấy con rô phi thiên nhiên, bụng nó rất là đói nhá. Nó kiểu nó gõ bóp nhá. Con nào mà ăn mồi của mình no thì bụng nó mới bự thôi. Hầu như là bụng của nó thắt. Và đây cần nục chưa, cần nục đánh cá to hẳn, cần đơn này lấy em được mỗi con giòi con. Chứ không ăn thua bằng nục được. Có bác nào đi câu thì chuyển sang cần đơn ấy, thì chuyển sang cần nục đánh cho nó sướng. Đầu tư cũng khá khoản tiền đó thôi. Nục thì anh em nên chơi cần 4,5 m là hợp lý, đánh một 4,5 m thì vụt nó sướng hơn. Đánh cần 4,5 m thì vụt nó sướng. Chờ lắng này các bác ơi, để treo ô này. Lắng cái treo ô.
Tùy thôi. Ủa, khá khổ. Mãi mới được em hàng nữa anh em này. Ấy giờ được em nữa. Về. Đấy. Ui. Đấy đồng em. Mà vẫn ạ. Ui. Đó 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 lại đồ phi tín hiệu đồ phi. Nay câu hơi buồn các bạn. Cá nó hơi nhỏ này. Nệ nó ít ăn. Nó rời câu thiên nhiên đâu phải dễ, trong đây nó không bị động nó khó câu này, câu ở bên ngoài thì chắc chắn là khỏi. Hiếm được ạ, bên ngoài thì em kích nó đi liên tục. Nhất là mới thả con táo xong kích thủ đi. Đây thôi. Đấy. Hàng rồi. Ấy à, hàng hàng, con này bự, con này bự, con này bự, con này bự, con này bự. Con này to đấy anh em ạ. À, con này to, con này to. Ủa gì nhỉ? Con này to đấy. Ai 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 rồi phi to nha. Ý giời. Ôi giời anh em ơi, vừa nói không được con nào ấy nên hàng bự ngay này. Thấy anh em nhìn con phi to sướng chưa? Đấy vừa đang nói câu không được con nào ấy nên hàng bự ngay nhỉ. Nhìn nhìn bàn tay này. Úi giời phê quá. Nếu mày, thì con phi thiên nhiên nó bao nhìn bụng bụng nó gầy thế này cơ mà, nó không to bụng ấy. Bụng rất là gầy luôn ấy. Mãi được em bự bự. Úi giời, thảo lại móc vào nữa là. Ấy, sướng quá anh em ạ. Mãi em được còn to to phê. Cá thiên nhiên này bụng nó gầy lắm, nó không béo như cá nuôi. Cá nuôi bụng nó béo rồi. Đấy, ở chỗ em giờ nó nhiều vào cái đầm thiên nhiên này câu sướng. Cũng là cơ hội các bạn. Cơ hội mình đi kiếm cá mẹ, cơ hội tạo những video cho anh em xem. Đánh bóng mồi rất là hay nha nhé. Đánh bóng mồi rất là hay. Đấy các bác cứ bảo em đi câu trong ao nuôi thì các bác thấy nó phải có cá chấm, cá chiếc. Đấy có cá chấm chứ đâu, thả đồ phi. Người ta cứ thả bỏ không ấy. May còn con nào nó sót lại thôi. Giờ người ta không nuôi nữa. Kiểu nuôi không được, chán nuôi, làm ao đầm cứ vất không. Nên là không đầu tư nữa. Đấy đấy. Bây giờ mắm cái hàng rô phi gắn nhiều quá này. Ở chỗ em bây giờ rất là hay, bởi người ta giờ ta cứ thả không xong mấy nữa tao bơm tao vét phát. Đấy, đấy có hai nhìn đang cắn này, rô phi đang cắn này. Rô phi nó cắn rất là buồn cười, tín hiệu nó cứ dập dào dần. Rất là nhỏ nhẹ. Đi câu được cá mang về này mới phê anh em ạ. Đấy đấy, xả rất nhỏ nhẹ luôn. Cái cho nó ăn tí là nó cứng mồm nó sướng. Ôi giời, chết không? Nó chết, cái này nhỏ. Thêm em nhỏ nhỏ đó. Đó, lại thêm em nhỏ nhỏ nữa anh em này. Vừa đóng rồi, tôi chưa đủ toạc cả mồm rồi. Rô phi sướng. Rô phi thiên nhiên. Phê. Để quá các bạn. Con này chắc là cá nhỏ các bạn. Cá nhỏ ăn êm lắm, nó không được mạnh. Nghe vẻ rất là êm. Hơi nhúng phao rồi, bóng rồi, buồn, con này, con này. Con này được đấy, con này được.
Ái giời. À, con này được đấy các bác ơi, con này được. À, dậy ác lắm. Con này cũng được đấy. Con này cũng được của nó đấy các bác ạ. Giời, phải được con ấy. Có chết mẹ nó ơi. Lém là ngay ngoài giỏ rồi mất à, phí thế nhỉ. Lém ngay trên miệng giỏ nó bay mất, phí quá các bạn. Đen câu được một ít các bạn. Giờ chuẩn bị về dọn nhà đón Tết thôi. Này này không nuôi nhiều, mấy thằng em đang phất cần này. Được có một ít. Thằng cu mày lôi anh cái túi này em mà. Này thất thu rồi. Rồi rồi rồi. Nhiều cũng tầm tạ mấy nhỉ, mấy chú to to nhưng mà được mấy em chú to to đấy, này cũng ổn ổn rồi. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo nhé, chắc phải sang đầu năm mới. Hôm nay 28 là kết thúc rồi, về hôm nay cũng phải đi dọn đồ nấu hết cần để giặt rũ lại cái túi đồ cho năm mới, hay sang năm câu cho may mắn. Địa điểm câu rất là đẹp, sộp cũng nhiều, dê bụi mù đẹp nhỉ, dê các kiểu.